cái chiều cao của bóng thế là được rồi bác ạ. Còn đâu bây giờ bác cứ lái robot tùy ý đi. Rồi. Nó đến rồi luôn. Rồi. Quay nhanh. Chạy lùi. Quay ngược lại. Cho nó quay ngang rồi chạy. Cho nó chạy lùi. Cho nó quay hẳn vòng. Lùi.